nhưng đã chấm bá ngơ với xì khai ngon của món đã nít còn tua smell nữa ngon mà báo chai nữa báo phi báo sáng rồi bà con lên đây thấy người đi cắt cỏ cho bò không à? Hả? Người bao bao như đem về nuôi hai con bò. Khoai lang sùng nó bỏ lại. Cái khoai lang nó ngạt vậy. Tới ngày tới tháng mà không nhậu là nó bị hư. Rồi sùng ăn. Sùng ăn là bỏ luôn. Đường này cứ dài 3 ngày rồi tôi đi lại rồi. Năm đi qua đây cũng biết mấy chục lần luôn.
để người khắc khoải cánh thâu đời người. Nhìn đã chẳng bán ra với xe khai không có một đá nít còn người tua ở smell nó mà có báo cho ai mà báo bị báo tờ đấy hả nè mà có vô hả bà vô chạy bà vô nè ngoài mà rớt ăn lý rớt ăn nữa nà dẹp đỗ dẹp trái lạ cô lợi dương bà xung lại kêu cái này là cấy dặm rồi. Cho yên bình những mái giã bờ tre, cho êm đềm thâu lời mẹ ru. Mà cả nhóm tôi bị bà ro ra nữa. Này là cơ hội bỏ này. Bỏ mẹ nhỏ con. Đâm sợi sợi ấy với anh ta nhen nhen hả thật ngon sao giờ bị đom nâng à ba lâu bạn nhen tròn à pistol nhen tròn thật thằng nóng khi bắn tham sắp cúng Đã tại ai cố à? Còn với dung tích đưa từ nào ấy? Đang làm tức là muốn. Lại đặt đặt mặt sau. Ngày lúa đặc sản là lúa hồng nhan. Nó cũng đang lúa hồng nhan á. Làng tôi xa xanh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều. Anh thấy bạn mà ngay vậy à? À sân hạp này. Làm bác hái đỏ bán này nè. Nâng à. Cái mạ này nè, mạ lúa ngang đó,
là từ ngày mà người ta xả, người ta lãi mạ nó mọc lên, nó tượng tháng trở lên là người ta mới nhổ nữa. Thì trong vòng tháng đó mà khi nào mà bà con người ta cấy lại, người ta bỏ phân vô, nó mau, nó mọc mau nhanh, nó nhanh hơn. Còn nếu chắc nhổ sớm quá cũng không được, mà nhổ trễ quá cũng không được. Ta làm riết ta kinh nghiệm. Biết mặt luôn hết rồi. Cứ 1-2 ngày, 3 ngày, trễ lắm là 3 ngày là tôi đi. Tôi lên đây quay một lần. Quay dính bà con, bắt đầu thì còn e ngại, chứ cỡ này quay thoải mái rồi. Cỡ này quay bà con không có la. Với một đợt dịch vừa rồi chở đồ cứu trợ thì cho bà con đó, rồi cho kẹo với đứa nhỏ trong xóm biết, bà con quen biết hết rồi. Quay thoải mái, ngày xưa khó quay lắm, ngày xưa không quen lắm, mình quay bà con nhiều khi nhiều người ta cự,